สวัสดีค่ะคุณนี่ค่ะนี่มันย้อมมาเกี๊ยช้าอยู่ชิมวยสไปค์ชัยนี่ยังมีสไปค์ชัยชิมวยชิมดูนกระเฉงเนี่ยสไปค์ชัยยังอ่อนๆเหมือนเดิมนะให้มาเกี๊ยไว้เนี่ยมาทาทงหมองอ่ะสโลหล่อนะดังแต่ย้อมนกกระเฉงหมองให้ปลายยังมีแต่ซอมีกระรอดมีสลับพลุให้มาเต้สลับกระทมเทสให้จีจีกระหมกจีกระหมก Nè lấy chặt đâm bọc kê xa sân á. À nà bây giờ có cháy. Hả mấy nà nà bây nhập hết mấy. Chị phải cơ ba này chị phải. Chị cơ ba bây kia. Cái nhà bột quán nhau nhìn cháy mà. Chị bỏ cho cạnh ba. Ba đậm thân. Nở vô thân á. Ngọt thôn đã ba kia. Ba đã nắng cơ ba này. Thôi đôi gì. Đi dùng bộ sàn thấy dùng vẹt non vía giò này chỉnh ní bà kia bởi dân bán bộ hay là vẹt sàn thôi lỡ dân cho bạn bỏ vía. Rồi tôi mới dùng con thịt ba chạy chỗ. Con thịt ba chạy chỗ. Tôi mới dùng chất sơ ba ngay nâng cờ đọt. Tốt mới như chặt cọ chỗ thẻ miếng sẽ cọt như thẻ miếng Đang lấy kêu ba kia sân á. Nếu như ác co xo chó mà sao sốt mà tế tập trái
tớ mới chấp đam co cà rốt. Lời nữa anh chấp đam co tớ cà phê, anh đã co cả hôm chố. Tốt máu của quý. Chạm quý là chạm tận quý chố. Chạm hôm chạm được nhiều. Nên là chạm đang chạm một tế nên đậm tè không lăng món á. Tôi mới nhanh chậm tập cho một tí. Nên là nhanh chậm tập học cho. Tôi mới một tí mất. Nên là tập bị dân ban rồi cho hỏi. Tôi tập mới cho phần ám hẳn cực chứ mà. Nghĩa là dân chập đam ngon á. Chập cái chó. Nó chập cái để dân ban cha mấy. Chập một cái để dân chập đam ngon chó. Tập khổ chứ mà. Tập má tập khổ chứ mà. Chập cái chó. Hay dân chập cái chó. Tập má dân chập xoay nâng lọ ở cửa đọc chó. Là chụp làm con ba bậc kia. Kia dương ăn ăn hạt là dương xong ăn chán á lên bằng chui nữa á ní nhom kia chai chuẩn bị xoay xoay bánh riêng rồi hai lần với nặng chui ngồi mỏ để cua chân nhà mỏ á ní là chọc đam nhà ông hai thôi mình tâm. Nhưng phải lại tốt tiền đó nhỉ.
miếng cơm thịt ổng đặt bột bột kia hai nó thử mọng chlang chlang mọng á sầm khăn như một cái một tiếng nơi mình khổ thề trong máu được làm một chia chai á được tình nó của trong chia làm món á nè được đậm cho một cọp chết máu ngang khăn món á hơi cho ngang chết ba bà kia dừng phong bệnh nắng rồi xin ăn thắng nữa nè ăn rồi xin ăn món á Bye-bye.